đi ba ơi, đẩy ba. Gấp rồi cô. 100 xíu 100 rọi nè. 50 heo. Rồi 50 heo là 200 heo thôi. Dạ. Có má heo bên ngoài. Có má heo bên kia nè. Đổ má heo ngoài này đi. Cho tao lựa đi. Em chở xíu chị ký 2 giờ tới giờ nè. Em một ký bán như sao vậy? Ý là em để nguyên phải không? Để nguyên về làm bánh trung thu. À rồi. Cháu không bị ba. Không không không, 300 ngàn một ký là chị bán rồi. Về làm bánh trung thu à chị? Ờ. Ừ. 250 ăn ký thôi. Rồi 250. Sao người ta lắm 250. 250 nè. Dạ. Ăn giá mềm đó không có bớt ai được, giờ ăn luôn là. Chị đồ đẹp đi. Rồi, ký mốt chị 330. Ở ngoài hai mấy trăm ngàn thôi chứ ý ạ. Chị là lấy nhiêu ngàn? Để nguyên hay sao? Để nguyên. 200 ngàn bắt đổi luôn hay sao? Rồi vậy 250 ngàn của chị. Rồi 200 ngàn cho coi 50 ngàn xuống là đủ. Có 200 ngàn. Cái này đây. Như sườn non. 200 ngàn. Rồi 60 ngàn. 50 ngàn cho heo con nó đi mẹ. 250 thôi, 250. Nam tích cho heo lên nữa cho con. Rồi 50 là cho thôi. Rồi tới 250. 50 cho heo, tới 50. Rồi, sườn non như đây, 200 gram hết nhạc mấy này là sườn này. Hôm nay là đầu giờ chiều luôn là cũng cái út của dì Mai ra luôn con. Như thế nhỉ. Đây mấy ba nó đọc cho con mới đi. Nghe nó đọc nó mới đầy sẵn đi. Chưa có gì cái mà nó làm đi, chỉ nó làm đi. Có mì với mày. Là bỏ mì à, mì heo quay không đi. Chị ơi, mua thì cân chị ơi, cho nó phỏng được chị. Mua thì bỏ đang cân bao nhiêu tiền chứ. Có khi mấy trăm gian cũng tiền nữa. Rồi 100 ngàn. Rồi. Cho cái nào bị mật đi. Mua miếng 2 cỏ, 2 miếng
con rập bánh mì sẵn ở trên Nam nhét vô cho ơi. Con rập sẵn thì con sắp con leo lên Nam làm thì con lên đang làm cái này hiểu không? Sườn với 200 ba rọi nè cô. Hấp dẫn luôn. Bỏ xe đi thôi. Xin miễn đi.
coi đi, lấy chị đi nấu. Cảm ơn các nhà đã đồng hành cùng với trong suốt đường vừa qua, chúc các nhà luôn